Giữa nghi vấn Toang với Trang Pháp, Lệ Quyên có động thái gì? Động thái của Lệ Quyên và Trang Pháp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Vào tối ngày 26 tháng 12, Lệ Quyên đã chia sẻ hàng loạt video mới trên story trang cá nhân. Giữa đồm xùm nghi vấn trục trặc mối quan hệ về Trang Pháp, mọi động thái của nữ hoàng phòng trà đều thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nữ ca sĩ sinh năm 81 đang tải khoảnh khắc vui vẻ cùng với người thân trong căn biệt thự rộng 589m2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lệ Quyên bày tỏ sự hào hứng cho những cây xanh không gian trong phố vườn. Sài Gòn bắt đầu lạnh rồi thích thế. Cả nhà ơi, hiếm có cây lục vừng nào mà trộm vía ra hoa quanh năm như cây nhà Quyên. Trời ơi, hoa nở đỏ chết mọi người thấy không? Ngồi ngoài vườn ăn trái cây sung sướng cuộc đời. Thưa về các bác, có 3 triệu trên tháng tiền trăm cây, cây đẹp chưa? Vừa qua mạng xã hội bất ngờ rầm rộ tin đồn lệ quyên trang pháp xảy ra trục trặc. Cụ thể, cộng đồng mạng phát hiện trong bài đăng mới nhất của trang pháp trên trang cá nhân. Tăng tên đủ các chị đẹp trung đội trong công diện 3 nhưng lại trừ lệ quyên. Trang Pháp còn khoe ảnh hậu trường bên cạnh Hồng Nhung, Emily, Huyền Baby nhưng vắng mặt nữ hoàng phòng trà. Cũng từ đây cư dân mạng không khỏi nghi ngờ Trang Pháp và lệ quyên xảy ra bất hòa trong quá trình làm việc chung. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên còn bất ngờ đăng đàn tâm thư dài ẩn ý ai đó đang cố tình trèo lái mọi thứ, phá hỏng công sức của mọi người sâu chị đẹp đạp ra dễ sóng. Nữ hoàng phòng trà ám chỉ cá nhân ham hồ thèm khát vinh quang, bất chấp vứt hết mọi nỗ lực của người khác để làm bàn đạp riêng. Quyên đã mong mọi thứ khép lại trước đêm công ba nhưng thôi, Quyên sẽ không quan tâm nữa. Cái gì không đáng ta bỏ qua ngay, chúc cưng tỏa sáng như cách cưng đang mong muốn. Quyên là người ngây thơ trong lĩnh vực truyền hình thực tế, có thêm một bài học cũng vui mà mọi người nhỉ. Từ mai xung quanh Quyên sẽ không có chuyện này dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Cưng nợ Quyên, nợ người mà cưng no nắng, bởi người ta ngang tài ngang sức, cưng lấy Quyên để thực chất. Đối thủ của cưng mà thôi. Mà cưng ác quá hết hết công sức người ta đi rồi Cho cưng nợ món này nhé Nhân quả sẽ trả cho cưng hết thôi Chúc may mắn Nữ ca sĩ viết Trang Pháp đang tả đoạt ảnh hậu trường cùng các chị đẹp Nhưng vắng mặt nữ hoàng phòng trà khiến cộng đồng mạng xôn xao Cô và đàn chị đã cách mặt